Ngày 13 tháng 9 năm 2022, tại thủ đô Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức phát động cuộc thi Ý tưởng sáng kiến sử dụng điện tiết kiệm, an toàn, hiệu quả trong thanh thiếu niên năm 2022. Tới dự có đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, đồng chí Dương Quang Thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Cuộc thi dành cho đối tượng là công dân Việt Nam có độ tuổi không quá 35, có thể tham gia cá nhân hoặc nhóm không quá 5 người. Tác phẩm dự thi gồm các thể loại: bài viết, video clip, infographic, motion graphic, các sản phẩm số gồm có app, phần mềm và mô hình. Nội dung thể hiện ý tưởng sáng kiến về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo tính mới, sáng tạo và có khả năng ứng dụng vào thực tế. Bài dự thi cấp Trung ương gửi qua đường công văn về Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị Trung ương Đoàn, địa chỉ 62 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đối với các sản phẩm số, các đơn vị có thể gửi bài dự thi về email sangtaotre09a@gmail.com hoặc ghi vào đĩa DVD USB để gửi theo đường công văn. Thời gian gửi bài dự thi từ ngày phát động là ngày 13 tháng 9 năm 2022 đến hết ngày 25 tháng 11 năm 2022. Vòng chung kết xếp hạng và lễ trao giải cuộc thi dự kiến tổ chức vào cuối tháng 12 năm 2022 tại thủ đô Hà Nội.